Xin chào anh chị và các bạn, tôi Ngọc đây. Tiếp theo cái câu chuyện đầu tư theo tuyến metro Bến Thành Suối Tiên, thì hôm nay tôi Ngọc sẽ chia sẻ cho anh chị và các bạn một cái cơ hội đầu tư bất động sản ở trên mặt tiền đường Lê Văn Việt. Nếu như cái phường Bình Thọ, nó là một trong những cái phường được hưởng lợi nhiều nhất ở cái câu chuyện những cái nhà ga của tuyến metro Bến Thành Suối Tiên, thì cái phường Hiệp Phú cũng là một trong những cái phường trong thành phố Thủ Đức nó sẽ được hưởng lợi theo cái câu chuyện này. Và hôm nay thì Tuấn Ngọc sẽ chia sẻ cho anh chị và các bạn một cái bất động sản ở trên mặt tiền đường Lê Văn Việt mà có cái mức giá rẻ hơn thị trường lên đến 20%. Và nếu như anh chị và các bạn quan tâm đến những cái cơ hội đầu tư theo cái câu chuyện tuyến metro Bến Thành Suối Tiên hay là những cái bất động sản xung quanh những cái nhà ga của tuyến metro này, thì hãy liên hệ cho Tony Ngọc và đội ngũ chúng tôi sẽ tư vấn, cố vấn, hỗ trợ anh chị và các bạn chọn được những cái sản phẩm như ý theo cái mục đích, theo cái nhu cầu và theo cái ngưỡng tài chính của mỗi anh chị và các bạn. Và nếu như anh chị và các bạn đang xem video đây, thấy cái nội dung tôi Ngọc chia sẻ là hay hoặc là hữu ích, hoặc có thể giúp đỡ cho một ai đó, thì anh chị và bạn vui lòng chia sẻ cái đường link này đến người bạn đó. Và nếu như anh chị và bạn chưa đăng ký kênh YouTube của Tony Ngọc, hãy ấn vào nút subscribe và ấn vào nút hình quả chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất từ Tony Ngọc và đội ngũ team Fulham, góc nhìn đầu tư bất động sản. Ok, thì Tony Ngọc sẽ nói một chút về cái bất động sản này. Cái bất động sản này, như anh chị và bạn thấy, quan sát thấy cái vị trí cái cây, và đấy thì chính là tại cái bất động sản. Và đối với lại cái bất động sản này có tổng diện tích lên đến 620m và diện tích công nhận là 594m, và điều đặc biệt thì nó là đối diện với lại trung tâm thương mại Vincom đấy. Và cái bất động sản này, nếu như những cái bất động sản đường Lê Văn Việt ở phường Hiệp Phú, thì đối với thời điểm mà 2021-2022 khi mà ở thị trường bất động sản cao trào, thì những cái bất động sản ở đây có giá giao dịch từ 250 đến 270, thậm chí là 300 triệu một mét vuông. Thì ở tại cái bất động sản này, nếu mà chia ra mét vuông thì nó rơi vào 185 triệu một mét vuông. Và Tuấn Ngọc vừa ở đường Nhà Sách đi ra, và anh chị và các bạn thấy cái bất động sản này nó nằm ngay kế bên chỗ Kính Mắc và đối diện với trung tâm thương mại Vincom, và sát bên chỗ cây xăng số 5. Và chúng ta cũng biết rằng đối với lại những cái bất động sản mà nó nằm ở những cái vị trí mà nó ăn theo những cái câu chuyện của tuyến metro hay là nhà ga metro, thì nó cũng sẽ có những cái câu chuyện riêng. Và từ cái vị trí này ra đến gọi là ga metro tại ngã tư Thủ Đức thì nó chỉ rơi vào khoảng 800m, là gọi là đến chính xác luôn ấy, thì nó như vậy. Và anh chị và các bạn quan sát thấy tiện ích xung quanh bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại Vincom và rất là nhiều những cái tiện ích khác tại ở ngã tư Thủ Đức này. Và đối với lại cái số nhà, Tuấn Ngọc cũng ấn tượng với cái số nhà của cái bất động sản này. Số nhà nó là 163, số 1 là số sinh, số 6 là số lộc, số 3 là số tài, gọi là sinh tài sinh lộc. Và đối với lại những cái bất động sản ở trên những cái mặt tiền đường gọi là kinh doanh sầm uất bậc nhất của những cái thành phố như thế này, thì đa phần những cái gia chủ thì họ chỉ có nhu cầu gọi là mua vào chứ không thật sự có cái nhu cầu gọi là bán ra. Tuy nhiên trong cái quá trình 2 năm vừa qua thì kinh tế khó khăn và có những cái pha gãy trong quá trình làm ăn, nên thành gia chủ mới buộc phải bán. Đa phần những cái bất động sản ở trên những cái mặt tiền đường như thế này họ sẽ mua để làm cái tài sản kế thừa, làm di sản cho con cháu trong gia đình. Và chúng ta đến đây thì nó đã tới cái gọi là ngã tư Thủ Đức rồi. Và từ cái ngã tư Thủ Đức này tới cái nhà ga metro thì nó chỉ rơi vào khoảng 100m thôi. Và từ cái bất động sản lên ra đến ngã tư Thủ Đức thì nó rơi vào khoảng 500 đến 600m, thì tính ra tổng cái chiều dài thì nó sẽ rơi vào 600 đến 700m. Và như anh chị và các bạn cũng biết rằng, thì đối với lại những cái bất động sản mà nó ăn theo những câu chuyện những cái tuyến metro, thì nó đã được kiểm chứng ở Việt Nam, mà không chỉ ở kiểm chứng ở Hà Nội. Tôi nên là cũng đã ra ngoài Hà Nội để đi trực tiếp trải nghiệm ở tuyến cao tốc Cát Linh Hà Đông, và cái câu chuyện mà những cái bất động sản nó sẽ tăng giá theo những cái tuyến
Metro, gọi là trước khi Metro đi qua và sau khi Metro đi qua thì thông thường nó đã được kiểm định ở những cái quốc gia phát triển, đó là những cái bất động sản của phương Tây, hay là trong quá trình mà đi làm bất động sản thì trước đó thì Tony Ngọc có làm bất động sản Keller Williams của Mỹ thì cũng nhận được những cái thông tin của những cái đối tác của Tony Ngọc ở trong cái hệ thống Keller Williams. Và đối với lại cái thời điểm này thì theo đánh giá cá nhân của Tony Ngọc thì nó là một cái thời điểm vàng để quay trở lại đầu tư nếu mà Tony Ngọc hay ví von cái thị trường bất động sản. Thì đối với lại giai đoạn 2022 đến 2023 thì đó là cái gọi là nó sau cái cú sốt của một cái cơ thể con người. Và như chúng ta biết rằng cái bất động sản mình thì nó bùng nổ, nó tăng trưởng mạnh ở cái giai đoạn từ 2015 đến 2022. Và đối với lại năm 2022 đến 2023 thì đó là cái pha gãy của thị trường. Và như chúng ta biết rằng đối với lại những cái năm 2024 này có quá là nhiều cái dấu hiệu phục hồi. Và trước đó thì Tony Ngọc cũng đã làm một cái video những cái tín hiệu phục hồi của thị trường bất động sản. Và Tony Ngọc cũng nghĩ rằng đối với lại cái tầm nhìn từ 2024 đến 2027 thì những cái bất động sản nó ăn theo những cái câu chuyện về hạ tầng, ăn theo những câu chuyện về những cái khai thác dòng tiền. Và những cái bất động sản mà có thể khai thác dòng tiền ở những cái thời điểm như thế này thì nó là những cái bất động sản đáng để đầu tư nhất. Và nếu như anh chị và các bạn đang xem video đây quan tâm đến những cái cơ hội đầu tư theo những cái bất động sản theo cái câu chuyện như vành đai 3 hay là những cái câu chuyện liên quan đến tuyến Metro Bến Thành Suối Tiên thì hãy liên hệ cho Tony Ngọc và đội ngũ Tiềm Cô Len. Chúng tôi sẽ tư vấn, cố vấn, hỗ trợ để anh chị và các bạn có được những cái bất động sản như ý theo mục đích, nhu cầu của quý anh chị và các bạn đang xem video đây. Và nếu như anh chị và các bạn thấy cái nội dung tôi đọc chia sẻ là hay hoặc là hữu ích, hoặc anh chị biết đâu đó những người bạn của mình có những cái nhu cầu về đầu tư ở những cái bất động sản tại thị trường Việt Nam, ở khu vực miền Nam, thì hãy liên hệ cho Tony Ngọc thì chúng tôi sẽ giúp đỡ những anh chị ấy để có những được những cái kết quả đầu tư nó trở nên thành công hơn. Và nếu như anh chị và các bạn chưa đăng ký kênh YouTube của Tony Ngọc, hãy ấn vào nút subscribe và ấn vào nút hình quả chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất từ Tony Ngọc và đội ngũ Team Coolen, góc nhìn đầu tư bất động sản. Tony Ngọc xin chào và hẹn gặp lại ở những video của tôi. Xin chào.